Sau thời gian nghị án, chiều 14 tháng 7, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh tuyên án bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong, sinh năm 1988, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, 7 năm tù giam về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Tại phiên tòa tuyên án, bị hại là nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Bích Hường xin vắng mặt. Hội đồng xét xử nhận định, căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và tại tòa, đủ cơ sở xác định Phong không có giấy phép lái xe, đã dùng giấy tờ giả chở nhóm bạn đi từ đường Hồng Hà hướng về sân bay Tân Sơn Nhất, không làm chủ tốc độ, đã va chạm với xe máy, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến ông Lê Mạnh Thường, tài xế xe ôm công nghệ tử vong và nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Bích Hường bị thương tật 79%. Hành vi của bị cáo nguy hiểm, gây mất trật tự xã hội, xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của người khác nên cần có bản án nghiêm nhằm răn đe. Từ đó, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Nguyễn Trần Hoàng Phong 7 năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Như vậy, với bản án lần này, bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong được giảm 6 tháng so với bản án sơ thẩm lần 1. Chúng có các điểm A, B, C, 2, 260, điểm B, F, 1, 251 của hình sự năm 2015. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong tên gọi khác là Z phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, xử phạt Nguyễn Trần Hoàng Phong 7 năm tù, thời hạn tù đến ngày 2/2/2020. 2. Bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho những người thiệt hại có thứ nhất không nên bình thường, gồm bà Lê Thị Thu Hà, Lê Thượng Vân, Lê Thượng Vi, Lê Long An, Lê Thượng Quân, số tiền 407.159.944 đồng. Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Phong có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bà Nguyễn Thượng số tiền 1.500.000 đồng. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc Phong bồi thường cho gia đình nạn nhân Lê Mạnh Thường số tiền 417 triệu đồng, bao gồm chi phí mai táng và tổn thất tinh thần. Tòa cũng buộc bị cáo bồi thường cho nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Bích Hường tổng số tiền 1.5 tỷ đồng. Hội đồng xét xử cũng tuyên hủy bỏ văn bản chuyển nhượng hợp đồng căn hộ tại quận Gò Vấp giữa bà My và Phong, tiếp tục duy trì biện pháp kê biên tài sản căn hộ trên cho đến khi có các quyết định khác để đảm bảo bồi thường cho các nạn nhân.